Giữa những ngày siết chặt giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Bằng trách nhiệm và tinh thần vì dân phục vụ, lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ nhiều trường hợp người dân cần thiết phải ra đường nhưng gặp tình cảnh khó khăn. Như việc cảnh sát giao thông quận 10 thành phố Hồ Chí Minh vừa giúp đưa một bệnh nhi 2 tháng tuổi sau khi khám bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh về nhà ở Đồng Nai an toàn. Anh Hồ Huỳnh Lợi, ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sáng ngày 25 tháng 8, chở vợ bằng xe gắn máy, đưa con nhỏ chưa đầy 2 tháng tuổi đi khám bệnh ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường trở về sau khi khám bệnh, do giữa trưa nắng nóng, em bé liên tục nôn ói và mệt lả. Anh Lợi dừng lại chốt kiểm soát dịch đầu đường 3 tháng 2, vòng xoay ngã 6 Dân Chủ, để nhờ sự hỗ trợ của lực lượng đang trực chốt. Sau khi thăm hỏi, nắm được hoàn cảnh của gia đình, cảnh sát giao thông đang trực chốt đã báo cáo về ban chỉ huy để đảm bảo sức khỏe cho cháu nhỏ. Được sự chấp thuận của đơn vị, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã dùng ô tô cá nhân đưa mẹ và bé cùng anh Lợi và xe máy vượt chặng đường hàng chục cây số về đến nhà ở Biên Hòa an toàn, đồng thời đảm bảo các quy định phòng dịch khi qua các chốt kiểm soát.